Mình tên là Carter Đen. Carter Đen, dạ. Năm nay là anh bao nhiêu tuổi? Năm nay là 33 tuổi. 33 tuổi, dạ. Có dịp nào mà anh với lại chị gặp nhau vậy anh? Thì mình đi chơi đồ, đi tán gái rồi gặp vợ thì ân luôn á. Dạ, gặp vợ là ân luôn. Dạ. Dạ. Dạ, xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang. Chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên nhìn của mình. Hiện tại bây giờ thì gà đang ở trên núi luôn cả nhà, trên đỉnh núi luôn, trời rất là nắng luôn. Mình mở con mắt mở không lên luôn. Thì gà đang đi trên đường á thì gà thấy có hai anh chị đang ngồi ở đây nè cả nhà, nhìn thấy thương lắm. Anh chị đang dắt mấy con dê, có thằng bé nó ngồi ở trên cây kìa. Bây giờ mình đến mình hỏi thăm anh chị chút xíu nha. Chị ơi, chị cho em hỏi chút xíu nha chị nha. Chị cho em đeo cái này nói chuyện chút xíu nha. Xin lỗi chị nha, chị có thể là cho em biết chị tên gì không? Tên Trâm Lê Thị Bé. Trâm Ma Lê Thị Bé. Dạ. Đây là con của mình hả? Ừ, con của mẹ. Bé ăn cái gì chưa chị? Ăn cháo. Ăn cháo rồi hả? Cháo bảy. Dạ. Thì năm nay là chị bao nhiêu tuổi? Năm nay thì 48 tuổi. 48 tuổi. Vậy là mình đang là đi lên trên núi. Ừ. Dạ. Thì gà thấy á, gà đi ngang qua đây gà thấy là chị đang ngồi ở đây nè cả nhà. Mệt quá hả chị? Mệt dữ lắm. Mệt chứ đã dắt con nhỏ nữa là mang cái gùi nữa. Dạ. Nặng. Là mình đi từ đây mà về ở dưới làng. Rồi ở dưới làng đi lên thì lại. Thì chị đi từ dưới làng mà lên đây là khoảng thời gian là bao nhiêu tiếng? Khoảng từ đại từ khoảng lâu không chị, lâu không? Khoảng cả 2 tiếng nữa đó. 2 tiếng? Ừ. Wow. Tại vì bây giờ hiện tại bây giờ thì mình đang ở trên đỉnh núi. Này, đây chút ngày để dắt dạ. Con bé nữa đây nè. Ba con bé nữa. Dạ. Là cái con đường này là mình có thể đi xe lên được nha cả nhà. Tại vì ở chỗ đây là nhà nước có khai thác một cái con đường rất là lớn. Ừ. Đi lên trên núi luôn, đi lên đèo. Mà sao mình không đi xe? Đi xe, không có xe đâu. Không có xe đi hả? Ừ. Là mình phải băng từ đây đi xuyên qua bên núi bên kia qua qua làng. Ừ. Wow. Thấy thương quá cả nhà. Ăn uống gì chưa chị? Chưa ăn sáng nè. Chưa ăn sáng nữa. Ừ. Giờ này 11 giờ, 12 giờ trưa rồi mà chưa ăn sáng nữa. Ừ. Là tài sản của mình là có mấy chú dê này á hả? Ừ, có ba con đó hả? Ba con á hả? Ừ, để làm giống lại đó. Để làm giống nuôi, hả? Để nuôi, để có mình để có đồ nuôi lại bán hết tiền đó. Bé này là mấy tuổi là chị? Ba hả? 9 dạ. Tháng. 9 tháng rồi. Ừ. 9 tháng mà đi núi luôn nha cả nhà. Nắng kinh khủng luôn mà đi núi được luôn á. Nó thương luôn. À, vậy là chị là có chồng trước rồi. À, chồng trước có đứa sát đứa con xong rồi có 10 năm rồi gặp anh này lại. Dạ. Là mình có 6 đứa con rồi. Ừ, 6 đứa con đây một đứa mình bảy đứa con đây thì con của anh này. Dạ. Con này là con riêng của anh này. Là 6 đứa kia là có vợ chồng hết chưa? Có vợ rồi, đứa còn hẹn ở không. Dạ. Đứa gái thì có chồng rồi. Dạ. Đứa trai mới có vợ. Rồi con cái mình có lo cho mình không? Đã có lo, đã đây một đứa nữa đây uống rượu xong rồi về vậy mẹ lại. À, về vậy phá mẹ. Ừ. Dạ. Đã có đây làm cò làm đồ phụ với mình đó. Dạ. Sao mình không ở dưới làng luôn mà mình lên trên núi xa dữ vậy chị? Thì đi lên núi đi làm cỏ rải nữa cả. Dạ. Ừ. Tại vì em thấy mình có ba con dê thì mình đi cắt cỏ cho dê ăn ở dưới làng được mà. Ừ, được chứ. Dạ. Đi chặn dê đồ. Đi lên núi xa xôi quá cả nhà. Là lên trên đó mình có trồng cây điều gì trên núi không? Có ít hè. Ít hả? Ừ. Ăn con, ăn đá con. Ừ. Đói quá ăn đá hả? Thương quá cả nhà ơi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ đến cả nhà của mình nha. Chị cho em xin lại cái mic nha. Đây là anh trai. Anh trai rất là trẻ nha cả nhà. Anh trai là có vợ lớn hơn mình một ít tuổi. À, anh cho em hỏi chút xíu nha. Dạ. Anh tên gì vậy anh? Mình tên Carter Đen. Carter Đen, dạ. Dạ. Năm nay là anh bao nhiêu tuổi? Năm nay là 33 tuổi. 33 tuổi. Dạ. Dạ. Có dịp nào mà anh với lại chị gặp nhau vậy anh? Thì mình đi chơi đồ, đi tán gái rồi gặp vợ thì ân luôn á. À, gặp vợ là ân luôn. Dạ. Dạ.
Là bây giờ mình đi đang là dắt vợ con là đi lên trên rẫy hả? Dạ, đang dắt vợ con lên rẫy. Dạ. Đây. Ở nhà đâu có việc gì làm đâu. Dạ. Ở đây là mình sao mình đem một cái bình xăng nhiều dữ anh? Để đổ xe thằng con á. Dạ, đổ xe thằng con hả? Dạ. Là mình mang một lần đi như vậy là mình mang một đống đồ như thế này luôn. Dạ. Trời ơi, anh đi mà từ dưới làng anh đi lên đây mà em thấy xa lắm luôn á. Xa chứ, còn xa hơn nữa, rậy một rậy nữa xa hơn nữa. Ồ. Mà không có chòi, không có chòi ngủ lẫn bạn vậy à. Sao mình không làm một cái chòi nhỏ nhỏ để gia đình của mình ngủ? Không có tiền mua cái tôn á. À, không có tiền mua cái tôn để làm cái chòi. Dạ. Dạ, ở dưới làng mình có ngôi nhà không anh? Dưới nhà có. Có hả? Dạ. Ừ, là nhà của mình tự làm lên luôn. Không, nhà đó nhà của vợ vợ trước rồi. À. Vợ có nhà trước rồi á. Dạ. Là mình đi gặp vợ rồi ân vợ dạy mới được đứa con này nè. Dạ. Vậy là mà mình ở dưới làng nhưng mà mình không có biết làm công việc gì để sống. Dạ, đúng rồi. Nhưng... dắt vợ con lên núi. Dạ. Thì có ai mà kêu làm ngày thì mình đi làm, không có ai rủ đi làm thì mình lên rẫy. Dạ. Dạ. Thấy anh đi hàng ngày mà đi lên trên núi mà vác đủ thứ đồ luôn cả nhà, rồi dắt thêm mấy con dê nữa. Là mình lên trên núi mình sống, khi nào mình về là mình dắt dê về. Về. Dạ. Mình dọn mấy cỏ điều á. Như anh á, anh vác nhiều đồ như thế này, anh đi bây giờ anh đi từ đây xuống dưới làng lại là khoảng bao nhiêu thời gian anh? Dạ, cái đó mình không biết nữa. Dạ, đi một tiếng không? Cần tiếng á. Cần tiếng rồi. Cần tiếng á. Dạ. Mình đi á, cả nhà mình đi đã mệt rồi mà cái đoạn đường nó đã dài nữa. Mà trời quê của gà rất là nắng luôn. Dạ. Gà sống ở đây á, là 30 năm ở đất Ninh Thuận, quê hương của gà rồi. Nhưng mà gà rất là sợ cái nắng ở tỉnh Ninh Thuận nha cả nhà. Nắng tới nỗi mà con mắt của mình nó hít không mà mình mở nó không có lên luôn. Mà công nhận người đồng bào họ đi rất là giỏi luôn. Trời ơi, khi mà anh nghỉ ngơi á, anh tháo này ra cho nó khỏe. Không cũng được mà, tại vì người không có cái chân á. Dạ, nó không có chân hả? À, người kia mới có cái chân á. Dạ. À, bây giờ mình anh có thể là dắt em lên cái chỗ mà mình ở được không anh? Được. Dạ. Sợ anh không đi nổi chứ. Dạ, em đi được hết. Anh ở tuốt trên núi cao cũng đi được luôn. Dạ. Anh rinh như vậy anh còn đi được mà, em đi không em đi được chứ. Dạ, nếu anh đi thì đi chứ. Dạ. Bây giờ mình đi luôn đi anh chứ. Dạ. Dạ, anh khỏe lại chưa? Khỏe lại rồi. Khỏe lại rồi hả? Dạ. À, thằng bé kia sao leo lên cây vậy con? Rồi tiên đà nà đi. Giờ đậu mũ lên đi đi anh đi. Dạ. Đi đầu dầu không à. Cầm cái chai xăng là để đổ vô trong cái xe nè cả nhà. Đổ trong xe chạy xuống. Là khi nào mình về là mình chạy xe xuống hay mình đi bộ nữa anh? Thì đi chạy bộ, không phải đi bộ xuống xe thì để thằng con nó đi. À, con của anh đi á hả? Dạ. Dạ. Con nó có xe vợ đúng không? Dạ. Trời ơi, nặng dữ vậy trời. Đem bắp đem đồ lên nữa nè, cả nhà mình coi nè. Đem này lên làm giống hay là ăn anh? Dạ, ăn chứ. Đem lên nướng ăn cả nhà. Nó cứng, em thấy bắp đây là bắp cứng mà. Bắp đây bắp đá mà phải không anh? Dạ. Đêm này đem nước, đem giỏng, đem đồ, đem theo nè. Đi mình đi lên trên đó nha chị ơi. Khỏe. Tuyết đi. Xuống đây con trai. Dắt mấy chú dê nhỏ nhỏ này cả nhà để đi lên trên núi. Thấy thương ghê luôn á. Tài sản của họ là 3 chú dê lớn và 2 chú dê nhỏ nha. Ủa cái bình này là chắc lâu lắm rồi ha chị ha. Bình đó, bình của Mỹ ngày xưa quá. Dạ. Đẹp lắm cả nhà ơi. Bình đây bây giờ gà thấy khó tìm á. Đưa em phụ anh xách cái này cho. Dạ. Phụ anh xách cái bình xăng nha. Để em chép về nắp lâu. Bây giờ gà cùng với tất cả cô chú anh chị mình cùng đi lên trên núi và lên trên cái chỗ mà anh chị ở nha cả nhà mình nha. Đây là cái con đường mà nhà nước khai thác ra để làm một cái đập nước rất là lớn ở trên cả nhà. Thì vừa mới làm thôi, cái đường rất là đẹp. Nhưng mà con đường này rất là vắng nha. Nếu như mà mình đi xe máy á, mà muốn từ ở dưới làng của anh chị đi lên trên núi này thì mình phải đi đường vòng. Rất là xa. Mình đi vòng tầm khoảng 15 cây số nha cả nhà. Thì người đồng bào họ sống á, họ làm họ chỉ đủ ăn thôi. Nếu như mà mình có xe mà mình đi đường vòng như vậy á, thì cái tiền xăng á, họ không có tiền họ đổ, nên là họ sẽ đi bộ từ bên khu vực núi này mà đi xuyên qua núi bên kia để về cái ngôi làng.
Thì nếu như mà thanh niên trai trẻ như anh á, thì anh có thể là đi 1 tiếng đồng hồ. Còn phụ nữ và lại trẻ em á, thì sẽ đi 2 tiếng nha. Cả nhà mình nhìn về phía trước thì quê của Gà toàn là rừng núi không à. Nó rất là nắng luôn. Nhiều lúc mà Gà đi trên cái con đường mà nắng mà nó hóc quá cả nhà, mà không có nước á, nên là mình cảm thấy nó rất là khó chịu. Thậm chí là mình muốn xỉu luôn ở trên đường luôn á. Nặng không anh trai? Dạ, nặng như là thường. Mình đi riết rồi mình cũng quen anh ha. Dạ. Nhìn đứa nhỏ dắt cái con dê mà mình cảm thấy xúc động thật sự luôn đó nha. Mấy đứa nhỏ ở đây á là rất là khó khăn, không có điều kiện để đi ăn học. Khi mà sinh ra là mình đã sống một cuộc sống là rất là khó khăn rồi, từ nhỏ cho đến lớn. Ăn uống thiếu thốn đủ thứ hết. Cả nhà mình nhìn thấy cái con đường bê tông đang làm chỗ đây lỡ dở là chưa có đổ bê tông nè. Mình phải đi thẳng ra bề kia nữa. Nhưng mà con đường này á, là con đường của nhà nước á, làm ra ở trên núi. Vắng thì cũng không có ai đi á. Lâu lâu chỉ được một chiếc xe máy chạy ngang qua thôi, chứ không có người đi nữa. Giờ mình đi lên dốc hả anh? Đi tới đây là dốc không á? Dạ. Ở chỗ đây thì có thấy một cái ống nước nó bắt ngang qua đường, thì có lẽ là người đồng bào họ bắt lên để đi lên trên đập á cả nhà. Chỗ đại xe hãy đi lên kia ta, đèo bên kia là có chỗ đại xe. Ống này ống nhà nước chứ. Ống nhà nước hả anh? À, em tưởng người dân mình mà có tiền để mua một cái ống dài như thế. Bây giờ Gà với lại tất cả cô chú anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của mình, hãy cùng theo chân đôi vợ chồng đi lên trên núi nha. Đây mới gọi là tình yêu không phân biệt tuổi tác nha cả nhà. Vợ thì 48 tuổi, chồng 33 tuổi. Họ sống miễn sao mà họ cảm thấy là mình hạnh phúc là đủ rồi. Tại vì cuộc sống này sinh ra chỉ có một lần trên cuộc đời này thôi. Cả nhà mình nhìn hai bên vách núi á, ở khu vực này đất rất là khô hạn. Thậm chí cây cỏ là cái cây nó khó chết nhất, nhưng mà nó cũng đã chết với cái khí hậu nắng nóng như thế này. Phụ nữ ở đây rất là mạnh mẽ luôn. Đi lên những cái con dốc mà mình đi á, nếu như mà mình đi quen rồi á thì mình cảm thấy không có sao hết. Mình chỉ mỏi cái đôi chân của mình, rồi khi mà mình về mình ngủ một giấc qua đêm thì sẽ hết mỏi nha cả nhà. Còn mà mới lần đầu tiên mà mình đi á thì mình đi nó rất là mỏi. Nhưng mà khi mà mình về mình ngủ qua đêm á thì cái đôi chân của mình nó sẽ đau nhất nha. Tại vì nó chưa có quen á. Gần đến chỗ của mình ở chưa anh? Dạ chưa. Chưa hả? Còn xa lắm hả? Xa lắm.
với cái nắng của tỉnh Ninh Thuận thì mình đến đây là mình muốn đuối sức rồi. Tại vì gà mang cho chị là một cái gùi trong đây là rất là nặng nha cả nhà. Nếu như mà chị đi mà có gùi nữa không biết là chị sao luôn á, vừa mà mang gùi vừa ẵm cháu nữa. Rồi, thương quá. Mình đi mà mình muốn đeo khẩu trang để mình bảo vệ an toàn cho mình và người dân xung quanh ở đây mà mình thở không nổi luôn. Những giọt mồ hôi đổ hết trên mặt mình. Ôi chà. Ở chỗ đây thì gà thấy có một cái giếng nước ở chỗ đây, nhưng mà nó khô nước rồi. Ủa cái nhà này có ai vậy chị? Trời đó trời. Của cháu ở nhà. À cháu hả? À, là cái anh lúc nãy đi xuống đó hả? Là có, lại thì con. À con đó hả? Con chồng trước đó. Dạ con chồng trước. Trời ơi, thở không ra hơi luôn. Ôi trời, nắng thiệt sự. Này, lấy nước uống rồi chị. Nó vừa nóng mà, nó vừa mệt. Nó không ra tiếng đâu, bây giờ mình sẽ ngồi đây để nghỉ ngơi một chút xíu nha cả nhà. Để mình lấy lại sức rồi bắt đầu mình mới đi nữa. Được, có gió này. Không có gió, nắng mà không có gió. Ở quê của gà nếu như mà nắng á, mà có gió thì mình còn đỡ. Nhưng mà nắng mà không có gió nữa là mình chịu không nổi lên bây giờ. Cả nhà tao gà nghỉ ngơi tí xíu nha. Sau một thời gian 15 phút mình nghỉ ngơi, bây giờ tiếp tục cái chuyến hành trình là mình sẽ đi lên trên cái ngôi nhà của gia đình anh chị. Ờ, thằng bé chăn dê là đi trước rồi hả chị? Dạ, đi theo dê hả? Là dê nó đòi đi hả? Nếu như mà cô chú anh chị muốn về quê hương của gà á, à, mình có thể là tham quan và tìm hiểu cái hoàn cảnh á, những hoàn cảnh ở trên núi khó khăn á, thì cả nhà hãy liên hệ với gà qua số điện thoại ở trên màn hình bên góc tay trái nha cả nhà nha. Số điện thoại là 0348 721 921. Cả nhà hãy kết bạn Zalo với gà nè, với lại kết bạn Viber cùng với gà luôn nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Anh chị vừa mới nói là đi lên trên đây nó còn dốc hơn là cái chỗ lúc nãy nữa cả nhà. Là khoảng bao lâu là mình về dưới làng lại một lần chị? Khoảng 5 đêm về một lần. À 5 ngày, mình 5 ngày tới 1 tuần là về một lần. Wow. Hết gạo là về đó cả nhà. Hôm nay là gà đã hóa thân thành người đồng bào ở miền núi nha cả nhà. Mang gùi nè. Mình đi để mình biết được là cái cuộc sống của người đồng bào và mình chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của rừng núi thiên nhiên. Hiện tại bây giờ cả nhà mình đang dõi theo cái bước chân của gà là mình đang đi lên trên dốc này. Đi lên một cái dốc nó chài chài xuống. Công nhận chị giỏi quá ha. Lớn tuổi rồi nhưng mà đi núi rất là giỏi. Vừa ấm con.
vừa rinh giác đồ. Cố gắng lên, cố gắng lên. Hít thở, hít thở. Tới đây mình thấy có những người đồng bào sống ở trên đây nữa nè. Hello, xin chào. Cái gùi củi, cái gùi đây, cái gùi than, có mấy trái chuối nè, cái gùi nhỏ xíu à. Dạ, nắng quá hả? Con cơm chưa con? Ừ, ăn cơm chưa? À, chú cho tiền mua bánh ăn nè. Cho con hai cái luôn nha. Nè, con sẽ mua bánh ăn nha. Ừ. Bye bye con nha. Ăn chuối nè. Dạ dạ, cô ăn đi cô. Ăn đi, ăn đi. Cô ăn đi. Ăn đi. Nặng quá chịu nổi tao nè. Cô ăn chuối không? Ăn đi. Cái chuối đây bị con chim nó ăn rồi cả nhà. Con chim. Con chim nó ăn nè. Nhưng mà con xin trái thôi nha, xin hai trái hai anh em thôi. Ăn đi. Cô ở đây luôn hả? Có ở trời dưới đó. Ở dưới đó hả? Rồi đi, đi, đi lên rồi trên đó mà. À lên rồi đây hả? Có gì nữa con qua con thăm cô ha. Thăm hai cô nha. Cháu nó sao vậy? Hay trái chuối. Giờ ra ăn trái nha, mời cả nhà mình ăn trái chuối của người đồng bào nha. Bye bye hai đứa nhỏ nha. Bữa nào chú lên chú tặng sữa nha. Bye con. Đây là nhà của người đồng bào này cả nhà. Nhà của họ. Anh đi trước rồi, chị đi sau. Mời cả nhà mình ăn chuối. Chuối ngọt mà ngon ghê luôn á. Chuối này là chuối này chuối sứ chín cây, ăn ngon. Qua cha. Lên lên trên đỉnh rồi bây giờ. Mình xuống thung lũng rồi, mình lên trên đỉnh núi lại nè cả nhà. Nếu như mà gà biết trước cái hoàn cảnh của anh chị á thì gà sẽ mang thức ăn lên trên đây. Tại vì mình đi tìm hiểu nên là mình chưa có biết cái hoàn cảnh của anh chị. Gà muốn là đi tận nơi, đi tới chỗ luôn để chia sẻ cái nơi ở của anh chị ở cả nhà, để mình biết được cái cuộc sống của họ, họ khó khăn như thế nào. Ăn chuối à anh? Dạ. Vừa ăn vừa nói vừa đi. Chỗ này đẹp quá chứ cả nhà. Cái đường mòn. Họ lấy cuốc họ đào ra này. Cái này chắc cuốc đào cũng nổi lên. Cái này phải lấy cái xà beng quá. Cái xà beng chỗ gà gọi là cái xà beng nha cả nhà. Còn có những chỗ người ta gọi là cái ní á. Cái ní một cái cây sắt để mình chọt chọt.
Wow, cảnh đẹp quá. Cảnh thiên nhiên. Mệt nghỉ nha anh chị nha. Nói vậy thôi chứ Thật ra là em đã mệt trước á. Đúng như lời anh chị nói là cái đường này dốc hơn cái đường kia, dốc kinh khủng á. Chị ơi, chị cho em hỏi tại sao mình không ở dưới thấp mà mình lại ở trên cao dữ vậy chị? Tại sao mình không làm dưới thấp mà mình làm trên cao? Dạ. Thì anh chị chia sẻ nói là ở dưới thấp là không phải là đất của mình nữa, của người khác rồi. Nên là mình bắt buộc phải lên trên núi sống. Mệt quá rồi hả? Mệt bị măng nặng gạo này đó. Tới khúc này là tới. Tới khúc này tới, vậy mình đi một lần lên tới đó luôn đi. Thì em cũng đuối rã rời cái đôi chân của mình rồi. Mình đi thì mình mệt thiệt, nhưng mà nó nắng cả nhà. Nắng nó hốc quá. Núi toàn là chỗ nắng không á nha. Anh thì anh vác gạo rất là nhiều. Vác gạo để mang lên dự trữ ăn trong thời gian từ 5 tới 7 ngày. Nên là anh đi mệt hơn. Mấy chú dê đi ở trong bụi á. Chạy ra đi kiếm lá cây ăn. Hôm nay gà chia sẻ một cái đoạn đường rất là dài đến tất cả cô chú anh chị. Nghỉ xíu nữa không anh? Nghỉ xíu nữa đi anh. Trời. À. Chắc về nó tiếng phải đến đây. Giống như mình chết đi sống lại vậy. Đi canh sáng là mình nghỉ được hai lần. Hai lần. Nhưng mà đi buổi trưa thì nghỉ ba lần, lần thứ ba rồi. Cứ tưởng là hai lần nhưng mà lần này lần thứ ba rồi cả nhà. Gà chịu hết não đây. Chắc phải nằm đây luôn rồi cả nhà ơi. Tiếp tục. Đi chị. Ủa, cái quay đâu rồi? Đây.
không có gì là mình không thể hết đúng không? Tại vì mình không làm thôi. Chúng mình mà cố gắng mình làm là mình sẽ làm được thôi. Chị sống ở trên đây là khoảng bao nhiêu năm rồi chị? Ồ, mười mấy gần 20 năm nay rồi. Vậy mà mười mấy 20 năm nay chị đi lên đi xuống cái con đường này chắc bao nhiêu ngàn lần rồi. Mà mình đi một lần chẳng lẽ không được đúng không cả nhà? Đi xong chuyến này thì mình về mình nghỉ ngơi chắc mà ngủ mấy giấc hả cả nhà mới khỏe lại được. Đi lên núi này không phải có sức là được đâu nha cả nhà. Mình phải có sự kiên trì nữa. Đây có lẽ là lần thứ hai mà gà đi lên một cái con đường mà nó xa đến như vậy. Lần thứ hai qua cái mùn đất mới, chứ không phải là lần thứ hai mình đi lên cái con đường xa như vậy nha cả nhà. Tại vì những cái vùng đất bên kia thì gà đã đi rất là nhiều rồi, thậm chí là nó còn xa hơn đây nữa. Nhưng mà vào cái mùa mà mùa mưa thì mình đỡ hơn. Mùa mưa mình đi nó trơn, nhưng mà nó không có mệt giống như cái mùa nắng này. Em thật sự là bái phục anh chị mà lên trên núi đây ở luôn á. Không điện đuốc, không nước, sống trên núi này chỉ là đi lấy lá rừng ăn thôi, đào khoai ăn lá, trồng mấy cái cây điều, đợi một năm nó có mùa một lần để thu hoạch bán mấy cái điều được vài trăm ngàn một triệu. Cả nhà mình ơi, mình đã đến đỉnh núi rồi, cố lên. Rồi tới đất bằng rồi cả nhà. Còn chút nữa thôi. Cha cha quẳng đi lên núi chứ đâu phải là đất bằng đâu. Trời lang thang mang niềm vui đến mọi nhà. Wow, chỗ đây nóng quá ha. Ui, vô một cái cánh rừng đẹp ghê cả nha. Có cây xanh nè, nhưng mà nó hốc quá. Chỗ này hả anh chị? Trời ơi, ở ngay chỗ một cây xoài như thế này nữa hả? Không nhà không cửa, ở một ngay chỗ một cây xoài. Trời ơi, you
Cả nhà ơi, thở không nổi luôn. Bây giờ mình muốn nằm luôn cả nhà, mình đuối hai cái giò quá rồi, giò gà chỉ muốn nằm thôi. Nhưng mà phải dậy, do vậy mới xuống núi mới kịp chứ. Nãy giờ mình đi lên núi cũng xa lắm rồi á. Chắc đi một tiếng mấy chứ anh ha? Có. Rồi đi xa. Lát là đi rồi, ví dụ như không có anh em còn phải mò đường em đi về nữa. Một giờ mà bây giờ này gần một giờ rồi. Giờ gà sẽ chia sẻ cái chỗ ở của anh chị nha. Đây là cái chỗ ở luôn nha cả nhà. Đây, chỗ này là anh chị ở đây luôn. Thì anh chị nói là không có tiền mua ton để mình che một cái chòi, nên là cái tháng nắng á, cái tháng nắng là ở đây. Móc giỏng đây ngủ. Biết cái đâu qua. Con đi lấy nước hả? Không có nước hả? Không có nước hả? Hay con tên gì? Con tên Thiên hả? Là con luôn á hả? Cháu hả? Là con của chị là tuốt ở trên núi đó nữa. Trời ơi, ở gì mà xa dữ vậy trời. Ăn riêng rồi mà. Ở mà em sợ luôn á. Thật sự là gà đi lên đây mà gà còn sợ luôn á. Có nhà sợ núi này. Bé này đi mỏi mệt không con? Mệt không? Nhỏ vậy mà đi lên núi này luôn á cả nhà mình à. Rồi giờ mình cho cháu nhỏ ăn cái gì anh chị? Em có một bị 2.000. Đem tới nhà đốc nó. Một bị có 2.000 thôi. Là một lần cháu nó ăn là một bị cháu 2.000 đồng thôi. Rồi ở trên núi này là mình lên trên núi rồi mình ở là cháu nó ăn cái gì? Ăn cháu đó, cháu bị. À cháu bị hả? Đây trời ơi, đây em coi thử em. Đây cả nhà, một bị cháu 2.000 đồng. Một bữa ăn của một bé nhỏ như thế này nè. Nếu như mà mình cho họ 10.000 họ ăn bé nhỏ này ăn được 5 lần. 5 lần. Em gửi nè. Rồi bây giờ trưa nay á, mình lên trên đây là anh chị ăn cái gì? Thì trưa thì nhện để chiều ăn luôn. Chiều ăn luôn. Chiều nấu cơm luôn. À. Thì sao bây giờ mình không nấu cơm mình ăn? Chưa múc nước nữa. Chưa có nước nữa. Rồi từ đây mình qua cái chỗ mà mình lấy nước là xa không anh? Xa lắm. Trời ơi. Gà nói thật sự là gà nói không ra hơi luôn. Mà anh chị kêu đi múc nước nữa cả nhà, đi múc nước mà đi qua bên đó nữa. Đi khoảng bao nhiêu lâu anh? Cũng một cây số không? Cờ đó. Ừ. Là bên đó có một cái nguồn suối hay là một cái giếng nước hay là như thế nào anh? Một cái giếng nước. Một cái giếng nước, dạ. Là mỗi lần là mình đi lấy nước là mình phải đi qua bên đó mình lấy nước về đây. Dạ. Dạ. Hết rồi mình đi ấy, đi múc tiếp. Anh có thể là chia sẻ đến cả nhà mình sao mình không dựng một cái lều nho nhỏ hay là một cái chòi nhỏ để mình ở, mà mình ở ngoài gốc cây này. Ví dụ như là tháng mưa thì mình ở đâu? Tháng mưa thì lỡ có mưa thì mình núp chòi người ta đỡ. À đi ở kế. Dạ ở kế. Còn tháng nắng là mình có móc giỏng mình nằm thôi. Dạ. Sao mình không làm cái nhà nhỏ đi anh? Chặt cây làm cái nhà nhỏ đi. Chưa có tôn á. Đâu có tôn mua tiền, đâu có tiền mua tôn. Không có tiền mua tôn. Dạ. Là anh lên đây anh sống được bao nhiêu năm rồi? Sống được 3 năm rồi. Anh là 3 năm, còn chị là gần 20 năm rồi. 20 năm sống trên đây. Sống ở trên đây gần 20 năm rồi. Dạ. Mà không có tiền để mua tôn nữa cả nhà. Quá là thương luôn. Giờ trong đây hết nước, mình khát nước mà không có nước uống. Cái bình này là cái bình của Mỹ luôn cả nhà, trong đây có in chữ của Mỹ luôn nè. 1966 USA.
Cái bình này là của ông bà mình để lại hả? Quá đẹp. Thật sự khi mà gà đi một cái chuyến đi lên trên đây á, rất là xa, thì gà muốn là chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị để cô chú anh chị biết được cái hành trình của mình đi lên trên núi này. Mình tìm hiểu cái cuộc sống của họ để mình biết được là mỗi ngày họ sống như thế nào, họ đi lên đây họ làm cái gì. Thì anh chị chia sẻ là anh lên đây anh làm gì anh? Là làm cỏ điều á. Làm cỏ cây điều. Dạ. Để vào cái mùa điều thu hoạch là mình thu hoạch cái trái điều mình đem xuống dưới núi bán. Là mình mang xuống núi hay là người ta lên đây người ta mua luôn? Mang xuống. Trời ơi, là mình bán điều là bao nhiêu một ký anh chị? Một ký có hơn mấy ngàn hả? Hai mấy ngàn. Là mình phải vác điều xuống dưới núi mình bán cho người ta. Là từ đây mình đi bộ xuống dưới làng nữa. Dạ. Trời ơi, đi 2 tiếng đồng hồ từ đây xuống dưới làng đi bộ đó nha. 2 tiếng là gà nói là đi nhanh đó nha. Ví dụ như thanh niên như anh nè, thì mình đi xuống dốc thì nó đỡ hơn, nó không có mệt bằng mình đi lên núi cả nhà. Như mình đi từ hồi nãy mình đi, lúc ở đi ở dưới ngay chỗ mà cái đường bê tông á, đường nó cũng nằm trên núi luôn, thì người ta khai thác ra một cái con đường vòng giống như là mình đi trên đèo để có một cái đập nước cả nhà. Mình đi từ đó lúc đó là 11 giờ. Giờ này là gần 1 giờ rồi. Đó là gần 2 tiếng đồng hồ. Mà cái này vác nặng điều mà mình đi xuống dưới đó là 2 tiếng. Là mình đi xuống làng thêm 2 tiếng là 4 tiếng mà bán điều 1 ký là có hai mấy ngàn à. Dạ. Yeah, như thường thường là anh vác xuống một lần như vậy là anh vác khoảng bao nhiêu ký? Có ba mấy bốn mấy ký à. Ba mấy bốn mấy ký. Nhà mình đi một lần. Cực ghê. Nhưng mà điều thì một năm nó chỉ có một lần thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Thương thì thương mấy đứa nhỏ nữa, nó không có cái chỗ mà che nắng che mưa nữa cả nhà. Ngồi ngay cái gốc cây xoài như thế này nè. Hôm nay cũng như là em có duyên với lại gia đình của mình á. Dạ. Em có một chuyến đi rất là thú vị lên trên núi này để em biết được, mình cảm nhận được cái cuộc sống, cái hoàn cảnh của gia đình anh chị sống ở trên núi này. Anh thì 33 tuổi, chị thì 48 tuổi. Đây là tình yêu không phân biệt tuổi tác đó nha. Em có một cái món quà gửi tặng cho gia đình anh chị nha. Hôm nay thì con xin phép cô Hồ Thị Năm ngày 6 tháng 2 năm 2022. Cô Hồ Thị Năm gửi cho gà là 200 đô la Mỹ đó nha. 200 đô la Mỹ thì gà đổi ra là 4.600.000 đồng. Hôm nay con xin phép cô Hồ Thị Năm lấy cái số tiền của cô á, là gửi tặng cho gia đình anh chị để gia đình anh chị có tiền là mua máy tấp đôn lên đây để dựng dựng một cái nhà nhỏ nhỏ. Thì anh có thể là mua tôn vác lên đây để làm nhà được không anh? Được chứ. Dạ. Dạ. Tại vì bây giờ em giúp đỡ cho anh chị để anh chị có tiền mình mua máy tấp đôn mình dựng cái nhà. Dạ. Vào chuẩn bị cũng vào tháng mưa rồi. Thì ở trên núi thì trời mưa theo gà được biết á, là mình càng ở trên cao thì gió càng mạnh, mà mưa thì càng lớn nữa. Mà mưa mà sấm sét mà nằm ở ngoài đây và trời gió này cũng rất là nguy hiểm cả nhà. Để anh chị có tiền mình mua tấm ton, chi nắng chi mưa cho mấy đứa nhỏ rồi nữa. Đây cái số tiền này là của cô Hồ Thị Năm nha cả nhà. Gà đã đổi ra 200 ngàn một tờ nha. Đây, gà đếm cho tất cả cô chú anh chị cùng nhìn thấy luôn nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tờ 200 ngàn là 4.600.000 đồng. Đây em gửi tặng cho anh chị nha. Anh chị cầm đi. Cảm ơn mấy anh nha. Cái đây là tiền của cô Hồ Thị Năm. Bây giờ anh chị nhìn vào màn ảnh nhỏ của em. Cảm ơn cô Hồ Thị Năm đi. Cảm ơn cô Hồ Thị Năm nha. Cảm ơn cô đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho gia đình anh chị có một cái số tiền để mình có thể là dựng lên một cái ngôi nhà nho nhỏ để cho mấy đứa nhỏ nó ở cả nhà. Còn đây là cháu đúng không chị? Cháu. Tới đây con. Tới đây. Con có đi học không? Con có đi học không? Con ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi á hả? Này chú cho con tiền để mua bánh ăn nha. Mua cho tiền để xuống núi mua bánh ăn. Này, đây cho bé nè. Đó,
cho bé trai đi, bé trai nãy dắt con dê đi tội quá cả nhà. Cho bé nhỏ nè, hết tiền luôn cho con nè. Cảm ơn Điền. Ừ. Cho bé xuống dưới là bé đi học đúng không chị? Bé nhỏ đi dắt chân dê này nè. Có đi học không? Có đi học mà. Không đi học luôn hả? Biết chữ ta biểu đặt co biểu đặt chữ nó đâu có đặt ra. Khóc luôn hả? Dạ. Anh chị nhớ mua tôn làm cái chòi nha. Dạ. Bữa sau em sẽ lên trên đây nữa để em muốn là mình coi cái ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh đẹp của mình trên núi nha. Dạ. Dạ. Bây giờ thì gà cũng không biết nói gì hơn nữa cả nhà. Thì trên đây đơn giản là chỉ rừng, núi, cây, cối rồi. Anh chị móc võng là ngủ thôi chứ không có gì hết á. Thì anh chị có mang một cái máy cắt cỏ lên để cắt cỏ hết cái khu này nữa. Cắt cỏ máy của mình luôn hay của ai vậy anh? Máy mượn máy người ta. Mượn máy người ta hả? Dạ. Cắt cỏ là máy nó cũng tốn xăng lắm nha. Dạ. Là cái bình xăng đây anh mang lên là để anh cắt cỏ với lại đổ xe á hả? Dạ. Dư thì đổ xe cái đứa con mà đi nãy đó. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ em cũng xin phép anh chị để em xuống núi nha. Dạ. Chúc cho anh chị là cảm ơn hai anh nha. Dạ. Bữa sau nếu như mà có duyên, có cơ hội, dạ, thì em sẽ mang quà lên đây tặng cho gia đình của mình. Dạ. Chúc cho gia đình mình thật là nhiều sức khỏe. Dạ. Nhớ làm nhà anh nha. Dạ. Nhớ làm nhà, mình làm cái ngôi nhà cho anh đẹp đẹp nha. Dạ. Bữa sau em lên em cho em ngủ lại ké một bữa nha. Dạ. Dạ. Bây giờ gà cũng xin lên nổi chứ. Dạ. Sợ lên nổi chứ. Lên nổi hơn đó. Giờ bữa em mướn máy bay trực thăng lên. Giờ gà cũng xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành cùng với gà nha. Đi từ dưới núi mà lên tới trên núi trên này. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cả nhà xem video thì xem băng cáo ủng hộ cho gà nha. Đừng quên bấm cho gà một like nha. Và đăng ký kênh chia sẻ video rộng rãi đến tất cả mọi người biết nha. Mình hãy cùng chung tay giúp đỡ cho những hoàn cảnh ở trên núi nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha. Bye bye.